Chúa cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lại người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi bà muốn gì? Bà ta thưa lời: Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Chúa Giêsu đáp lời: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phú mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, lời của Chúa ngày hôm nay thật là xứng hợp cho chúng ta, những người được Chúa chọn, Chúa gọi để đi làm công việc loan báo tin mừng cho Chúa. Có một câu chuyện cảm động về một vị tuyên úy chăm sóc cho đời sống tâm hồn của những người lính ngoài trận địa. Một hôm, cha đó đến một người lính trẻ bị thương nặng ở trong trận địa pháo, và ngài cầm trên tay cuốn sách và hỏi người lính trẻ đó: Anh có muốn tôi đọc cho anh nghe một điều chi đó từ cuốn thánh kinh này không? Thì người lính kia mới trả lời: Tôi khát quá, tôi muốn uống nước. Và cha tuyên úy vội vàng chạy đi để mau đưa nước về cho cậu. Rồi sau đó thì người lính bị thương nói tiếp: Cha có thể đặt một cái gì đó dưới đầu tôi không? Nghe vậy thì cha cởi chiếc áo mình đang mặc cuộn lại và nhẹ nhàng đặt dưới đầu của người lính đó để làm gối. Rồi người lính đau đớn và nói tiếp: Tôi lạnh, cha có thể cho tôi một chiếc áo để đắp trên mình không? Và cha lấy cái áo choàng của mình đắp trên người bị thương để giữ cho anh ta được ấm. Sau những việc làm đầy tình bác ái, lúc đó người lính mới nhìn vào mắt của cha tuyên úy và nói: Trong sách đó có điều chi khiến cho một người làm cho người khác những điều mà cha vừa làm cho tôi? Thì hãy đọc, vì tôi rất muốn nghe. Đời sống của chúng ta là đời sống được Chúa mời gọi để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Và Chúa đã đưa chính Chúa ra để làm tấm gương cho chúng ta. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Thế nhưng, một cám dỗ rất lớn ở trong tất cả mọi người, cách riêng trong những người làm việc tông đồ là chúng ta đây. Cám dỗ được quý trọng, được yêu mến. Thế nhưng, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta tìm đến những giá trị thật tốt. Cả hai môn đệ được Chúa yêu quý là Gioan và Gia-cô-bê muốn điều tốt cho mình, nhưng đó chưa phải là điều tốt nhất, bởi vì đó là
tốt hơn một ai. Điều tốt nhất là tốt như Chúa tốt. Và có một cuốn sách Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Trong đó có một câu đáng cho tất cả chúng ta ghi nhớ và đưa vào trong cuộc sống của mình như là một cái công thức cho công việc tông đồ. Câu đó là: nếu việc làm của chúng ta không cho thấy được giá trị của phúc âm thì mọi lời nói của chúng ta không có giá trị. Những gì tác động đến trái tim người khác là những gì họ nhìn thấy, chứ không phải là những gì họ được nghe dạy. Và cuốn sách đó mời gọi chúng ta là cuốn sách nói về Thiên Chúa, nói về Chúa Giêsu, và ai cũng có thể đọc được. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến để nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Và lời nói tuyệt vời nhất đó là cái chết đau thương trên thập giá. Lời nói đó bước vào nhà thờ nào ta cũng thấy được đặt ở nơi cao nhất. Xin cho chúng ta cũng tìm điều tốt cho chính mình và làm công việc loan báo tin mừng một cách hiệu quả, tốt cho người khác và làm cho chúng ta trở nên đáng kính, đáng trọng, đáng quý mến nhiều nhất qua lời Chúa dạy. Ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ, ai muốn cầm đầu hãy trở nên tôi tớ cho anh em. Amen.